Hello, chào các bạn. Con cháu chùm ruột á, là trước khi mình hái trên cây rồi đem xuống về cái bỏ vô bủ, bỏ lên ngăn đá luôn 2-3 ngày rồi cái đem ra xả rồi dắt nước cho ráo rồi ướp đường để vô ngăn mát 2-3 ngày nữa đem lên sên. Giờ cô mới đem lên sên, cô bắt lên rồi nè. Lửa cái để lên chảo sên, chừng nào cạn kẹo là nó sẽ đỏ tươi đẹp thôi à. Chứ không lắm, chứ có để màu gì không? Không để màu, để ơi hết. Để ơi vậy hả? Để cho màu tự nhiên. Cái xào bếp ga với bếp củi là bếp củi có lát nó gần tới cái để than từ từ ngon hơn bếp ga. Hello, chào các bạn con cháu. Cô xào xong cái dĩa mứt chùm ruột rồi nè. Giờ mời các bạn con cháu thưởng thức với cái chảo mứt chùm ruột của cô nha. Giờ cô lụi ra để dĩa đây uống nước. Nhìn ngon quá ha. Con lụi phụ cho mẹ. Ôi nhìn trong bóng luôn nè. Đây là những món tuổi thơ đó mẹ. Hồi đó đi học cũng phải mua một sâu chứ không có được mà người ta cho luôn mẹ nhớ không? 500 đồng hay là 200 đồng diện sâu con quên rồi nhưng mà có mua. Thở vậy ha mẹ. Ngon quá ha mọi người. Nay cô làm cái chảo chùm ruột chiến đấu á các bạn. Hôm đó làm màu lá cảnh nó tối hù à. Nay cô hái về cái để về trong tủ lạnh 2-3 ngày cái cô đem ra xả. Xả rồi cái cô sên tự nhiên không màu, không lá cảnh gì hết. Nó lên ngon quá. Muốn nám mặt cô luôn. Cô xào củi. Ok mấy bạn ơi, mình đã vô thưởng thức chung với mẹ mình rồi. Giờ mời các bạn con cháu thưởng thức cái món chùm ruột mứt này nha. Cô sên nè, các bạn thấy hấp dẫn không? Hấp dẫn. Mời các bạn con cháu thưởng thức nha. Uống nè, ăn này rồi uống nước trà, bát chén một chén luôn. Trà bắt nè. Này á, hồi xưa người ta xỏ xỏ về để vô trong cái hộp mứt ăn nè. Dẻo ngon ha. Cái này mẹ mình dắt hết chua luôn rồi chà. Nó còn chua chua nhẹ nhẹ không? Dắt có hàng nước. Ừ. Mà ngon ghê không? Bóng bẫy nhìn đã sao chà. Không có sâu. Chùm ruột này không có sâu. Ngon. Ăn nó dẻo dẻo. Có hơi vị chua thôi, tại cô dắt hai xả hai nước còn tính để chua chua ăn mà cũng không chua dữ. Dẻo dẻo. Ngon quá các bạn. Ăn uống nước trà chứ không uống nước trà chịu không được. Ngọt quá. Ký rồi. Nãy giờ vừa làm vừa ăn mê một trận luôn rồi đó. Tính ra ăn cái này nó đã chứ bộ mấy bạn. Uống miếng nước trà bắt vô đắng ngát luôn. Ngon quá các bạn. Mời các bạn uống nước trà bắt nha. Đắng ngát luôn mấy bạn ơi. Uống miếng nước trà bắt vô đắng ngát luôn. Ngọt ngọt đắng đắng cay cay bùi bùi. Cay đắng ngọt bùi. Cay đắng ngọt bùi có nhau. Cay đắng ngọt bùi có nhau ghê thiệt. Đó, sáng cô cho một bình trà bắt đã. Hồi mới hôm qua là lúc mà vừa xào xong nó không có được màu như vậy đâu, ngộ lắm. Mới vừa xào xong nó có cái màu cam cam á, ha. Được. Tự nhiên sau để một đêm cái nó lên màu đỏ luôn à. Mấy bạn xào chừng nào mà tới đỏ nha, xào tới đỏ là nó thành cái chùm ruột của mình nó thành đường cứng ngắt lại luôn rồi đó. Mình xào còn cam đi chút xíu nó dịu lại nó lên màu, thiệt luôn. Ngày hôm qua tại cô xào tối quá không quay các bạn xem. Ừ, không có thấy đường luôn. Rồi xong cái bữa nay sáng đem ra rồi uống nước trà đây nè. Rồi sẵn ngồi ngắm cảnh đồ nhà vườn đồ mình nè. Nó mát mẻ, nó bình yên lắm mấy bạn ơi. Nhiều khi mình muốn có không khí yên bình vậy nó cũng không được.
đỡ sau này đi đâu ở ngoài đường ngoài xá rồi nó đông đúc xe cộ rồi nhìn nó nhớ cảnh quê lắm. Tại cái khu cô có dự án giải tỏa rồi không biết năm nào cũng giải tỏa. Ở đây cô yên tịnh, yên bình lắm, thoải mái lắm. Nuôi cá, trồng rau, trồng bưởi, trồng dừa, trồng cam gì cũng có hết. Muốn ăn gì cũng có hết. Muốn ăn cá thì cô cá lên ăn. Muốn ăn gà, bắt gà ăn. Muốn ăn vịt, bắt vịt ăn. Làm vườn mà. Vì cô là làm vườn, ở nhà làm vườn rồi nuôi cá, nuôi gà đâu. Bị bà vậy đó có ăn. Cũng ít cho mua đồ ăn. Trồng rau, trồng mướp, trồng đậu, trồng dưa leo đồ. Có ăn hết. Mày không vô hủ em à? Từ nữa mà đi đâu không biết được. Mà như chỗ cô ở yên bình vậy không? Mày ghim tâm này vô hủ luôn hay sao? Vô hủ luôn. Để cái tâm này vô hủ luôn á phải không? Chắc chắc vô luôn. Chứ không có để cái này vô phải không? Thì ghim hết tâm này thôi còn như rồi. Này chứ ăn bắt miệng lắm á. Tối mà nằm coi truyền hình ha, nằm coi này, nằm coi hình cái gì á. Ăn ghiền luôn, không có ăn luôn á. Mình thì thích ăn cái mức nó dẻo dẻo mà nó giống vậy nè. Mà nó phải á. Nếu như mà ai mà thích ăn cay á, lắc thì miếng muối ớt vô á mẹ. Chua chua cay cay ngọt ngọt á, ngon lắm. Mức ngọt lắc mới ớt. Có người ta có làm dạng cay đó nữa. Ngọt lắm. Giống như mức me mà mẹ làm mức me mà lắc muối ớt nè. Có ngon lắm, cay lắm. Ăn nó lạ lạ, cái vị nó lạ lạ thôi. Chứ nhìn thấy trái chùm ruột làm vậy là quá ok rồi. Có nhiều người ta làm cái màu đỏ tươi luôn á trời. Nhưng mà chắc là người ta làm màu quá ha mẹ. Ta làm màu. Kỳ rồi cô làm là lá cẩm màu tới hù à. Màu nó sậm mà. Nó không có tươi gì. Cái này là màu đường tự nhiên nè. Mẹ mình chắc ngâm trong tủ lạnh, chắc ngâm 3-4 ngày gì. Cô ngâm chùm ruột tươi, để chùm ruột tươi trên ngăn đá cũng 3-4 ngày cô mới đem ra xả. Chất vô nè, chất này vô hay chất này vô? Chất này vô. Đưa chảo rồi mẹ. Giờ mẹ hai mẹ con mình sẽ vô hủ nha mấy bạn ơi. Một chảo đây. Vô hủ, vô hủ. Vô hủ đây. Sắp sắp làm sao chà. Vô hủ rồi phải sắp sắp vậy nè. Hủ ra, hủ như kiểu. Nhiều khi nhà buồn, hai mẹ con nấu ăn hoài cũng buồn. Kiếm gì làm mứt, làm bánh, đồ ăn giặt, đồ cho nó vui mấy bạn ơi. Làm mứt chùm ruột này mình để mình ăn giặt nè, mình để mình uống nước trà mỗi buổi sáng đồ nè. Nó cũng vui lắm. Cũng thích khứa được. Đúng rồi, thích lắm. Mẹ mình thì phái làm lắm mấy bạn ơi. Phải làm, phải ăn giặt đồ á, thích làm lắm. Phải làm rồi phải cho Thảo ăn. Cho vòng vòng người miếng miếng ăn với Thảo chơi. Này uống nước ghiền luôn. Này chùm ruột này không phải lúc nào cũng có nha. Chùm ruột này có mùa. Giống như là cái mùa tháng này là có nè. Gờ hết. Tháng sau hết à. Rồi lâu lâu nó mới có nữa phải không mẹ? Hay là một năm nó chỉ có một lần trái thôi? Năm có con gợt hả gì? Mẹ mới trồng hai cây á, mẹ cũng không biết. Có trái đâu trái vậy đó. Ôi cây chùm ruột của mẹ nó bị chùm ruột đực hay gì rồi, nó không có trái được. Để mốt mua trồng mà chản rồi. Coi có trái trong không? Trong đó trông rập quá. Chùm ruột này trồng bán cũng có kinh tế. Ngày xưa người ta chê chùm ruột này bán không có tiền chứ. Bây giờ chùm ruột này bán tiền ruột không. Ruột này mà trồng nó ra ngay chập Tết là bán kêu còn xào như vậy bán 150 ký. Bán mê luôn á trời. Ta đặt hàng không có mà. Mà bán luôn hả? Đủ bán à. Rồi giờ mình chỉ mình sắp vô cái hũ như vậy nè. Bây giờ là mình bán là 50.000 hũ mấy bạn mua không? Nếu mà mấy bạn mua thì mấy bạn nhắn tin cho mình biết nha, mình chỉ có 3 hũ thôi đó. Em nói mấy bạn đặt không có. Trời ơi. Mình chỉ có 3 hũ thôi nha mấy bạn ơi, 50.000 hũ rồi tính ra mẹ bán có 100.000 ký chứ nhiều. Đúng không mẹ? Đúng không mấy bạn? 100.000 ký chứ nhiều. Rẻ hơn người ta gần 50.000 luôn mà chắc lỗ tiền đường thôi. Giá hũ nghị. Giá hũ nghị à. Vậy còn đổi gì nữa trời. Mà không biết mày có để bán hay không thôi. Sao xào á coi đừng khô dữ vậy. Vậy là được rồi. Ngon rồi.
mẹ xào khô mẹ mới để lâu được, còn mẹ xào ướt mẹ phải để ăn mau, hiểu không? Có người ta xào Tết bán ăn chợ sao nước không? Nhẹp hà. Xào khô ta mất ký hay gì? Xào khô quá thì nó ai chạy xe tới dừng hoài trời. Mấy người bán cái gì? Và tiếp theo đây là hũ thứ hai nha các bạn ơi. Bán chùm ruột đắt quá mà người xỏ không kịp luôn mấy bạn ơi. Hôm nay nhà mình có bán chùm ruột nha mấy chị em ơi. Cô dì chú bác ơi vô mua ủng hộ nhà mình, chỉ còn 3 hũ duy nhất thôi. Chùm ruột nhà làm ngày hôm nay đại hạ giá luôn, 50.000 nửa ký, 50.000 nửa ký, mày vô mày vô. Bà con cô bác ơi, ai mà có hèm ăn mứt chùm ruột thì ghé nhà em nha. Mứt chùm ruột làm mà sạch sẽ, mứt chùm ruột là an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng phẩm màu hóa chất luôn nha các bạn ơi. Không làm kịp luôn. Không làm kịp luôn. Vui không mấy bạn? Lâu lâu nhà mình làm mứt gì ăn ngon nè. Nhà mình mốt có gì mình làm mứt nữa mình làm. Và trời mưa đã đến luôn rồi các bạn ơi. Nếu như ai mua cái hũ mà có ghim cây tâm như thế này thì là 50.000. Mà ai mua cái hũ mà không có ghim cây tâm thì là 100.000. Được không? Được không? Ok mấy bạn không? Ok chưa? Nếu như xét ra thì tại nó không có mắc đâu mấy bạn. Tại vì mình ghim là mình vừa bỏ công ra mình ghim nữa. Còn cái hũ này á, tuy nó nhiều nhưng mà mình không có bỏ công ra mình ghim. Mà mấy bạn mua cái hũ này là mấy bạn được cái tâm, mấy bạn lấy ra mấy bạn ăn liền luôn. Còn cái này mấy bạn bóc dính tay, đúng không mấy bạn? Tiền nào của lấy thôi. Cái này thì nó nhiều, còn cái này thì nó tiện. Nói chung là các bạn muốn thích cái lựa chọn nào thì các bạn hãy mua cái đó thôi, đúng không bạn? Thấy mình bán hàng chuyên nghiệp không? Giờ mình sẽ để đầy cái hũ này nữa là mình sẽ đem đi ship cho chồng của cô Tư Gó Bông nha mấy bạn. Chứ ai đâu mua. Này cô xào để uống nước các bạn ơi. Xào để uống nước thôi chứ đâu có bán đâu các bạn. Nãy giờ mình ghẹo các bạn thôi. Nếu như mấy bạn nào thiệt tình muốn mua thì mấy bạn hãy kết bạn vào số Zalo 0971409461 khác để được gặp Quỳnh Như Vlog nha các bạn. Còn bây giờ thì mình với mẹ sẽ tạm dừng cái video mứt chùm ruột này ở đây. Cực kỳ là vui nhộn, giải trí và một món mứt cực kỳ là quen thuộc đối với người dân miền Tây luôn. Nếu như mà mình có chùm ruột mình không làm mứt thì mình sẽ làm nước ép mình uống. Dạo này đang hot cái vụ mà nước ép chùm ruột kia lắm nha mấy bạn. Hot hồn hột luôn á. Giảm cân, giải nhiệt mùa hè, nghe nói là ngon lắm. Để vài bữa mình làm thử coi nó sẽ như thế nào nha. Còn bây giờ thì mình và cô Tư Áo Bông xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Các bạn thấy video chùm ruột của cô hấp dẫn, các bạn đăng ký like nha. Like nha. Mình có động lực cô làm nhiều món mới để cho các bạn xem nha. Ok nha, bye bye. Bye bye, các bạn nhớ ủng hộ ba mẹ con cũng luôn nha. Các bạn yêu thương các bạn rất nhiều, bye bye. Nhớ mua mất chùm ruột ủng hộ nha, bye bye.